chúng ta là giáo viên chúng ta cũng phản đối ổng luôn, tại vì tôi đang làm chủ trường tự nhiên giờ giờ cái quyền cho trời đứa nhỏ cũng hơi khó chịu. Nhưng sau một thời gian thì khoảng đầu năm 90 chúng ta biết cái trường đại học Chicago ha, ở đây chắc ai cũng biết cái trường đại học mà Ngô ở trong này làm gì. Chicago là một cái trường đại học mà thành lập năm 1893 là của cái ông Rockefeller. Ở đây mình đều biết ông đó, ông đó là tỷ phú dầu quả, tỷ phú dầu quả và sắt thép của nước Mỹ. Thì năm 1890 ông bỏ ra 100 triệu đô la thời đó và ông thành lập cái trường đại học đó. Ông kêu một các ông giỏi nhất nước Mỹ về làm hiệu trưởng, là ông muốn làm một cuộc cải cách giáo dục. Thì rất là may mắn là John Dewey là một người cải cách giáo dục rất mạnh, là thế nào cũng bị kéo về đó. Thì khi John Dewey về đó thì ông được một cái quyền, ông làm cải cách giáo dục, tôi tạo điều kiện cho ông làm. Và John Dewey thành lập một cái trường thực nghiệm. Chúng ta nghe trường thực nghiệm ở Việt Nam cũng có ha, ở Việt Nam trường thực nghiệm của giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng đi nghe về rồi mở năm 78. Thì năm 1897 là bắt đầu trường thực nghiệm đó mở ra, rồi tới 90 nó kéo về dài. Nhưng mà tới năm 1920 bị đóng cửa. Lý do là cái gì mà anh đổi mới quá mạnh mà người ta chưa tiếp thu được thì bị đào thải. Bắn đi tới sau Thế chiến thứ hai, khoảng lúc mà ông John Dewey sắp chết rồi, thì lúc đó người ta mới thấy à, giáo dục, người ta mới nhìn qua bên Nhật. Không, sau Thế chiến thứ hai là Nhật tan hoang hết trơn, nhưng mà chỉ có trong vòng 10 năm đầu tư vô giáo dục thay đổi toàn bộ, nước Mỹ phải nhìn lại. Mỹ nói à, chúng ta quá chủ quan, chúng ta kẻ thắng trận nhưng mà quá chủ quan, có thể là sẽ không bị tới đâu nếu chúng ta không đầu tư cho giáo dục. Lúc đó mới bươn móc lại mấy cái câu nói của John Dewey. Thì năm 60 vậy đó thì cái trường thực nghiệm của ở Đại học Chicago này nó mới tự nhiên nó được bươn lại trong lịch sử, móc lại coi à, hồi xưa không nói mấy cái này quá hay, quá hay, bây giờ đem ra trên toàn nước Mỹ áp dụng được. Thì người ta mới thấy cái trường hồi xưa nó như thế này. Trong một cái cuốn về thiết kế chương trình dạy học khá là nổi tiếng, cuốn đó là của ông tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dung dịch ra tiếng Việt, và tôi có là may mắn đọc được. Có một cái cuốn mà xuất bản chắc không có bao nhiêu người ở Việt Nam đọc, tại vì nó quá thiên về giáo dục, nặng về giáo dục quá. Thì trong đó đó cái ông tác giả đó tôi không nhớ là ai, nhưng mà tiến sĩ mà nó giảng cái hình giống như vậy. Trong một lớp học truyền thống á, tất cả đi theo một hướng, đi theo một hướng thì nó ảnh hưởng tới gì, mình quay lại đây mình nói triết lý thì nó ảnh hưởng tới cái gì, cuối cùng là ảnh hưởng tới môi trường học tập. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ thấy là cái lớp học của chúng ta thiết kế làm sao. Đây là cái phòng, đây là bảng đen, đây là bàn giáo viên, đây là một dãy dãy bàn, dãy bàn. Rồi mà chúng ta hãy nhìn ở tầm mắt của mấy đứa nhỏ. Rồi cuối cùng nó đưa về cái hình ảnh mà chúng ta đang thấy, đó là cái lớp học truyền thống. Cái này đi một đường hướng, đó là cái yếu tố vật lý, đó là cái sự sắp xếp của lớp học. Nhưng từ cái yếu tố vật lý đó mình có thể hình dung ra, đây là cái đầu, đây là cái suy nghĩ của mấy đứa nhỏ. Tất cả những cái suy nghĩ này nó cũng về luôn, y chang về hết. À, là giáo viên đứng đây suy nghĩ hướng này, nguyên đám này suy nghĩ vậy. Rồi ông John Dewey ông nói thế nào? Không nghĩ như vậy nói gì rồi sao? Thì John Dewey với lại Montessori giống hệt nhau ở chỗ này. Cô đang nghĩ như vậy, ngồi đi chợ mua gì? Còn mấy đứa nhỏ nó sẽ như vậy. Mỗi đứa nó có những suy nghĩ khác nhau. Như vậy thì cái bố trí lớp học nó cũng khác nhau. Chúng ta để điểm này để lát chúng ta đi lại coi cái lớp học Montessori nó như thế nào, bố trí nó như thế nào, nó phải ngồi như là nó lộn xộn hết trơn.
nhưng mình không quen đấy. Xong mấy đứa nhỏ trong lớp học Montessori xong nó lộn xộn hết, nó chạy lên ngoài